một loài sinh vật cảnh rực rỡ màu sắc nhỏ bé, có thể theo bạn đi bất kỳ nơi đâu, một loài vật gắn liền với tuổi thơ của biết bao bạn trẻ. Chúng tôi đang muốn nhắc tới ốc mượn hồn, hay còn được nhiều người gọi với cái tên gọi khác là ốc mượn nhà, cua ẩn sĩ. Vâng, cũng giống như nhiều những thú chơi khác, theo như xu hướng phát triển của kinh tế xã hội thì thú chơi ốc mượn nhà cũng đã có rất nhiều sự thay đổi về chủng loại, cách chăm sóc. Mời quý vị hãy cùng tìm hiểu về thú chơi độc đáo này qua phóng sự ngắn ngay sau đây của chúng tôi. Bên cạnh Huy Hoàng lúc này đây cũng là một bạn trẻ có tên là Huy Hoàng, là chủ nhân của một bộ sưu tập ốc mượn hồn rất là lớn tại thủ đô Hà Nội của chúng ta. Và bây giờ thì bạn Hoàng có thể giới thiệu tới quý vị khán giả là cái thú chơi ốc mượn hồn nó đã thay đổi như thế nào theo thời gian? Ngày xưa thì ốc mượn hồn có bày bán trước cửa các trường học ấy, thì các loại phổ thông thôi. Thì hiện nay thì em đã tìm ra và tìm hiểu sâu về chúng. Em đã mang rất nhiều các loại ốc mượn hồn về Việt Nam. Hiện tại thì em đã mang về khoảng tầm được 15 loài khác nhau rồi. Và bây giờ bạn Hoàng có thể mở cái cửa kính này ra để giới thiệu tới quý vị khán giả là ở trong đây là chúng ta có những cá thể ốc mượn hồn như thế nào đặc biệt. Đây ví dụ như là anh có thể cầm được chú ốc này không? À đây rồi. Đây là dòng ốc có tên là Red Bellatus. Red Bellatus. Chúng xuất xứ tại Indo và rất gần xích đạo. Chúng có một màu sắc là đỏ. Chúng dần cần ánh sáng để có thể đạt được những cái màu sắc như này. Có nghĩa là ví dụ như loài này không đơn giản là mình cứ nuôi nó lớn lên là nó sẽ lên được màu sắc đẹp. Đúng rồi ạ. Nó ảnh hưởng đến cả ánh sáng. Ánh sáng, đúng rồi ạ. Theo anh Hoàng, ốc mượn nhà có cả nghìn loại khác nhau ở khắp nơi trên thế giới. Mỗi loài lại có những tập tính khác nhau. Người nuôi cần nắm rõ tập tính của từng loài để có chế độ nuôi phù hợp. Cái dòng này thì nó thuộc vào cái dòng nó dễ stress, nghĩa là nó chỉ cần hơi đánh nhau một tí hay là con nào bắt nạt được nó đánh thắng nó ấy. Chúng sẽ stress và chúng sẽ trốn thổi vào một góc. Có cách nào để chúng ta có thể khôi phục được cái sức chiến đấu của nó, dạ, để nó bớt đi cái stress này? Thì để đỡ stress thì chúng ta cần bổ sung lá bàng cho chúng. Phải ăn để cho nó ăn lá bàng, có trong lá bàng có những cái chất mà để giảm stress xuống. Anh Hoàng cho biết ưu điểm của thú chơi ốc mượn nhà là chi phí rẻ. Bất kỳ ai cũng có thể sở hữu cho mình một vài chú ốc phù hợp với điều kiện kinh tế của mình. Hơn nữa, trong bối cảnh diện tích đất ngày càng thu hẹp, đặc biệt là tại các thành phố lớn, việc nuôi ốc mượn nhà làm thú cưng thay thế cho các loài động vật lớn cũng là xu hướng được nhiều người lựa chọn. Hiện tại, anh Hoàng cũng đã lập ra cho mình một nhóm riêng trên mạng xã hội để chia sẻ những kinh nghiệm nuôi ốc mượn nhà, lan tỏa thú chơi này tới mọi người. Mỗi độ Tết đến xuân về cùng với các phong tục cổ truyền khác thì nhiều gia đình có thói quen là tìm mua những câu đối đỏ, những bức thư pháp để treo ở trong nhà, nét chữ thư pháp uyển chuyển mềm mại, chứa đựng trong đó những ước vọng về một năm mới nhiều thuận lợi, may mắn và hạnh phúc. Và hơn hết thì thư pháp đầu xuân là dịp để khai bút, để thể hiện truyền thống tôn sư trọng đạo. Ngay bây giờ xin mời quý vị theo dõi một ghi nhận được chúng tôi thực hiện tại thành phố Cần Thơ. Hình ảnh mực tàu giấy đỏ vào dịp Tết đã trở thành một nét đẹp văn hóa trong lòng mỗi người dân. Tuy nhiên, điều tiến bộ và đáng mừng hơn là không chỉ những ông đồ già mới là người mê chữ, cho chữ, mà rất nhiều bạn trẻ cũng là những nghệ sĩ tài ba của môn nghệ thuật truyền thống này. Vào những dịp Tết thì những cái chủ đề được viết nhiều nhất đó là cái các thể loại về sức khỏe, bình an, chúc mừng thọ cho ông bà, cha mẹ, cũng như các chủ đề về hiếu thảo, về cội nguồn. Và ngoài ra thì thư pháp cũng là một cái món quà tặng đặc biệt trong những cái dịp tất niên, những dịp cuối năm, cho nên những cái chủ đề về phát tài, phát lộc, khai trương, hồng phát thì cũng được viết rất là nhiều. Khi nhìn những ông đồ họa chữ thư pháp, ai cũng trầm trồ trước nét chữ mềm mại, tưởng chừng như viết ra rất dễ dàng, nhưng kỳ thật viết thư pháp không hề đơn giản. Đó là cả một quá trình học hỏi, tỉ mỉ, kiên nhẫn, nhiếp tâm, tinh tế. Ông Đường Tiên Lạc, người viết thư pháp hơn 40 năm qua cho biết, đằng sau việc điều khiển một cây cọ lông tạo thành nét thanh, nét đậm, nét vòng, nét móc, nét phẩy, nét mác là một sự kiên trì khổ luyện, tiêu tốn không biết bao giấy mực, công sức không thể tính bằng ngày một, ngày hai, mà là cả một quá trình, cả một sự đam mê sâu sắc. Thư pháp thì đúng ra thì phải có sự kiên nhẫn,
kiên nhẫn rồi mình viết nó mới đẹp được. Hơn nữa là mình phải cần cái sự luyện tập, rèn luyện thời gian dài thì những cái nét bút của mình gọi là bút pháp á, thì nó mới uyển chuyển, nó mới đẹp được. Không gian thư pháp không chỉ là nơi để khoe với công chúng những tác phẩm thư pháp đẹp, mà còn là nơi các nhà thư pháp trổ tài, tặng chữ cho khách. Trên nền giấy đỏ, giấy hồng, những màu sắc tượng trưng cho sự may mắn, tốt lành, hàng trăm bức thư pháp với lời cầu chúc sức khỏe, gia đạo bình an và hạnh phúc đã và đang dần được lan tỏa. Các ông đồ, dù già, dù trẻ, khi cầm bút đều tỉ mỉ khi cho chữ. Người ta kiếm tới thư pháp nhưng người ta muốn mình tặng được chữ bình an, để người ta mong muốn một năm của họ được quan trọng bây giờ là sức khỏe, cho nên họ xin rất là nhiều chữ bình an. Tại vì trải qua cái thời dịch bệnh đó, cho nên người ta chỉ thấy là sức khỏe là quan trọng nhất, cho nên mọi người muốn là đầu năm mới của mình và cả năm của mình được bình an, cho nên ai cũng xin cái chữ đó hết á. Mỗi dịp xuân về, đặc biệt là đầu năm mới, nhiều người lại rộn ràng rủ nhau đi xin chữ, cầu lộc, cầu tài và may mắn vào dịp đầu năm. Bằng tình yêu, đam mê cùng thư pháp, các ông đồ trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã góp phần giữ gìn và lan tỏa nét đẹp văn hóa, truyền thống, qua đó giúp cho mọi người nhớ về Tết xưa để thêm trân trọng Tết nay cùng những giá trị văn hóa tinh thần mà ông cha ta đã để lại. Tiếp tục là những tin vui trong ngày đầu năm mới đối với mặt hàng cao su của Việt Nam, khi hiện nay giá cao su tự nhiên trên thế giới đã tăng lên mức cao nhất trong 3 năm trở lại đây. Tại thị trường Việt Nam, từ đầu tháng 1 năm 2024 đến nay, giá mủ cao su nguyên liệu tại nhiều tỉnh thành phố trên cả nước ổn định so với cuối năm 2023. Tại các công ty cao su, hiện giá thu mua mủ cao su nguyên liệu duy trì quanh mức 270 đến 305 đồng trên 1 TSC. Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, năm 2023, Việt Nam xuất khẩu được 2,14 triệu tấn cao su, trị giá 2,89 tỷ đô la Mỹ, giảm 0,1% về lượng và giảm 12,8% về trị giá so với năm 2022. Đáng chú ý, Trung Quốc luôn là khách hàng lớn nhất của Việt Nam trong nhiều năm qua. Kết thúc năm 2023, nước ta xuất sang Trung Quốc 1,7 triệu tấn cao su, thu về hơn 2,2 tỷ đô la Mỹ, tăng 6,6% về lượng nhưng giảm 4,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022 và chiếm tỷ trọng 78%. Năm 2023 cũng là năm ghi nhận tỷ trọng của Trung Quốc cao nhất trong 5 năm gần đây. Với lợi thế cạnh tranh giá thành rẻ cùng nguồn cung cao su dồi dào, các đối tác Trung Quốc luôn thích mua cao su sơ chế từ Việt Nam. Dự báo trong quý tới, ngành cao su sẽ dần khởi sắc do nhu cầu từ các thị trường lớn phục hồi, đặc biệt là thị trường Trung Quốc, giúp giá cao su tăng trong bối cảnh giá dầu có khả năng neo ở mức cao, qua đó giúp các doanh nghiệp xuất khẩu có cơ hội nâng cao lợi nhuận. Các sản phẩm mây che đan là một trong những mặt hàng chủ lực thuộc nhóm xuất khẩu chính của nông sản Việt Nam, giúp cho nước ta trở thành một trong những quốc gia xuất khẩu mây che đan lớn nhất thế giới và được nhiều thị trường ưa chuộng. Trong năm 2023, xuất khẩu mặt hàng này đã đem lại 733,2 triệu đô la Mỹ. Với con số này thì xuất khẩu các mặt hàng mây che đan đang dần được khởi sắc. Xét về thị trường, Mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong năm 2023. Trong tháng 12, xuất khẩu mây, tre, cói và thảm sang Mỹ đã thu về hơn 27,3 triệu đô la Mỹ, tăng 26,3% so với tháng 12 năm 2022. Tính chung 12 tháng, xuất khẩu sang Mỹ đạt 275 triệu đô la Mỹ, giảm 13,6% so với cùng kỳ năm 2022, chiếm tỷ trọng 37,5%. Xếp thứ hai là thị trường Nhật Bản khi nhập khẩu 5 triệu đô la Mỹ, tiếp theo là thị trường Ấn Độ khi thu về 38,2 triệu đô la Mỹ. Nếu so với những mặt hàng xuất khẩu thu tỷ đô, xuất khẩu hàng mây, tre, cói của Việt Nam còn khá khiêm tốn. Xuất phát từ các cộng đồng làng nghề nhỏ, mặt hàng này đã thu hút sự quan tâm và đánh giá cao từ các nhà thiết kế, nhà nhập khẩu và người tiêu dùng trên toàn cầu. Việc thực thi các hiệp định thương mại tự do FTA như RCEP, CPTPP, EVFTA mở ra nhiều cơ hội xuất khẩu cho các sản phẩm mây, tre, cói, thảm của Việt Nam. Nhất là những thị trường có nhu cầu lớn như Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, vì văn hóa tiêu dùng các vật liệu thân thiện môi trường, dễ phân hủy của người dân ở những khu vực này. Trong khi đó, nghề mây che đan gần như bị xóa sổ ở các nước phát triển do không thể ứng dụng dây chuyền công nghiệp để cơ giới hóa. Đây là cơ hội vàng cho các làng nghề truyền thống Việt Nam. Tuy vậy, trong thời gian tới, việc xuất khẩu ngành hàng này của Việt Nam sẽ gặp nhiều thách thức khi phải cạnh tranh với các sản phẩm từ Trung Quốc.